Ngày 10 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Thị Kiểu, 43 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Trước đó, chiều ngày 8 tháng 9, Công an thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời nhận được trình báo của bà H, 53 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc, về việc cơ thể của em V, 16 tuổi, hàng xóm của bà, có nhiều vết thương. Qua dò hỏi, em cho biết do bà Kiểu đánh đập. Công an thị trấn Sông Đốc phối hợp Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Trần Văn Thời mời bà Kiểu và bà T là bà ngoại của em V đến cơ quan công an làm rõ vụ việc. Tại đây, bà Kiểu thừa nhận hành vi đánh em V. Do V về nhà mẹ ruột ở tỉnh Hậu Giang nên công an huyện Trần Văn Thời liên lạc với người nhà đưa em đến phục vụ công tác điều tra. Còn em trai 9 tuổi của V đi theo tàu cá của chồng bà Kiểu ra biển cũng đã được Cơ quan Cảnh sát Điều tra gọi đưa vào bờ vào chiều ngày 9 tháng 9. Theo điều tra ban đầu, bà T nợ người khác hơn 40 triệu đồng và Kiểu đứng ra nhận nợ thay cho bà T. Khoảng giữa tháng 5 năm 2022, Kiểu nói cho cháu ngoại bà T làm thuê cho Kiểu để trừ nợ. Trong quá trình ở làm thuê, V có làm sai không đúng ý nên bị Kiểu đánh nhiều lần. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Trần Văn Thời tiếp tục điều tra.